Mùa đông tới rồi và chiếc áo phao cũng không thể nào mà thiếu trong tủ đồ của mình. Đây là chiếc áo phao của Yodi, cũng nằm trong danh sách ưu tiên luôn. Mùa đông Hà Nội thì rất là lạnh và không thể thiếu cho mình một em áo phao, công nhận không? Chuẩn luôn. Không những thế, em áo phao này hoàn toàn có thể cất vừa gọn vào em túi nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đây, tôi sẽ gấp vào cho các bác xem. Em này thì cực kỳ là tiện, mang đi đâu cũng tiện vì mình có thể gấp gọn vào luôn. Thường thì Hân hay để cái túi này trong túi cốp xe để cho đi làm hay đi học xa ấy thì đều có thể mang em mình theo được. Ta-da! Đây, đây là lý do mà bà Hân cảm thấy em này rất tiện và có thể mang đi học đi làm thoải mái luôn. Mọi người biết không? Em này thì rất là nhẹ, nên là có thể gập gọn vào cái túi này. Nhưng mà có một đặc điểm là cực kỳ ấm vì áo giữ nhiệt cực kỳ tốt. Dù phong cách tomboy hay là bánh bèo thì ở mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể diện tốt luôn. Và sản phẩm mà Thu Quỳnh muốn giới thiệu để các bạn có thể đảm bảo được sức khỏe của mình trong cái thời điểm tới đấy chính là chiếc áo phao mà Thu Quỳnh đang mặc đây. Tại sao mà Thu Quỳnh lại ưng và thích nó đến như thế? Trước đây thì là sẽ không có những cái sản phẩm này nhiều. Các bạn nay phải lựa chọn những chiếc áo phao của Nhật, đúng không? Và chiếc áo phao này của Yodi cũng được sản xuất bởi công nghệ của Nhật Bản. Và rất là nhỏ gọn luôn khi mà các bạn này. Siêu nhẹ và mềm, màu tím rất là trend. Và các bạn thấy không, có cả mũ nữa. Mũ thì cũng như là chiếc áo gió, các bạn có thể tháo ra và sử dụng mà không cần đến mũ. Nhưng khi mà các bạn gập gọn lại nhà, có thể quấn tiện lợi, rất là bé luôn, thấy chưa? Và khi về một sản phẩm mà có thể cất đi một cách nhỏ gọn như thế này thì các bạn có thể mang theo mình đến mọi nơi, mọi lúc. Và Thu Quỳnh nghĩ rằng là nó cũng là một cái sản phẩm mà các bạn có thể mang đi tặng cho người thân này, bạn bè, vô cùng ý nghĩa phải không nào? Bởi vì với một chiếc áo phao như thế này thì tất cả mọi người đều có thể sử dụng được. Bộ này là khi đang ngái ngủ trên giường mà bồ lại gọi đi chơi. Một chiếc quần nỉ với hai sọc dọc hai bên làm chân siêu nhỏ bất ngờ. Ai đã từng xem tip phối đồ của mình thì sẽ biết về tip này. Thêm vào đấy là một chiếc len mỏng kẻ ngang ngựa vằn tạo điểm nhấn, bởi vì bên ngoài mình sẽ chọn một chiếc áo phao cơ bản nhưng mà vẫn rất vào gu. Mặc áo này thì vừa đỡ đau đầu vì không cần phải phối đồ, vừa chống thấm nước, tránh mưa nhẹ mà còn giải quyết được vấn đề thẩm mỹ, bởi vì chắc chắn 1000% là ai mặc áo phao cũng sợ béo. Mà áo phao của Yodi thì lại giúp mình trông bé bé xinh xinh. Áo này mà bù có rủ ở rạp chiếu phim mà cởi ra thì không phải ta lăng, bởi vì nó có thể gấp gọn được vào túi nha mọi người. Thank you.